Trước khi vào với clip ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu với anh em shop gaobao.com. Đây là shop ạc của mình, chuyên bán những ạc Free Fire, ạc Liên Quân giá rẻ và uy tín chất lượng 100% nha anh em. Mọi hoạt động trên shop đều do Gao Bạc tự chịu trách nhiệm nên là anh em phải hoàn toàn có thể yên tâm trong shop nha anh em. Ui ui ui, từ từ, hình như tôi trúng một cái nữa rồi. Ui 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 ui, hình như tôi trúng một cái thần khí nữa rồi. Thế thì phải coi ở trong góc nó nằm ở cái chỗ đầu tiên mà không biết là nó có đúng hay không. Ui ui, được hai cái luôn. Ui ok, vậy rồi, xin chào tất cả anh em đến với kênh của Gao Bạc TV. Ok anh em, thì ngày hôm nay tớ sẽ trở về một thời xa xưa. Mình nhớ ngày xưa đấy, rất là nhiều những cái cao thủ huyền thoại đã từng triệu hồi ra cái thứ này. Và mình nhớ không nhầm thì ngày xưa là Leonardo Jepsen với lại Napoleon đang mặc quần đùi là hai cái người này triệu hồi cái con súng này rồi. Thì bây giờ mình cũng đi, mình triệu hồi thử. Gọi chung là mình đi vào đây. Mình vào tem 4 này, bấm vào đây là auto không bị mời. Mình sẽ vào thông báo nha. Đấy, tới luôn này, đấy, bây giờ mình sẽ triệu hồi cái con Famas thần khí. Ui, ui, con Famas nhìn đẹp vãi trường. Ôi, ui, hình như là triệu hồi ra nhiều con nhé, phải một con anh em ơi. Danh sách phần thưởng coi. Sát thương tăng 2, chính xác, cộng, thay đạn. Ui, sát thương, tốc độ bắn. Ôi, 4-5 con luôn. Ui, ui, trời ơi, 4-5 con súng luôn anh em ơi. Vai trường. Thần khí này, thần đại này, thần bá nhật này, thần khí hư này, thần thiên lôi này. Ui, nhiều thần khí vãi trường. Ui ui ui, bây giờ tôi sẽ thử triệu hồi nhá. Ok, bây giờ tôi sẽ thử triệu hồi lần 1. Đầu tiên là triệu hồi hình trái tim. Ra súng không? Không ra súng rồi. Triệu hồi lần thứ 2. Triệu hồi cô Ngân về đây. Cô Ngân, bây giờ mình sẽ vẽ cô Ngân. Cô Ngân là phải có tóc. Đấy, cô Ngân là phải có tóc nha anh em. Phải có cổ. Đấy, phải có hai cái tay, hai cái chân. Đấy, cái tay nữa. Ôi, mình vẽ cô Ngân đẹp vậy trưởng. Có ra cái gì không? Ôi, tôi ra cái phá mát thần khí hư rồi anh em ơi. Ô, vẽ cô Ngân auto ra đồ. Ok, vậy là mình đã ra được một con pha mát thần khí hư rồi nhá. Ok, và bây giờ thì mình sẽ quay tiếp khẩu khác. Hồi nãy mình cũng thử triệu hồi rồi. Nãy là mình triệu hồi thử rồi nhưng mà nó không ra. Bởi vì là hồi nãy thì mình dùng miễn phí để mình xem nó như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục nhá. Tiếp tục vẽ pha mát. Nãy là mình được cái thần khí hư rồi. Bây giờ mình sẽ vẽ hồi nãy. Bây giờ mình sẽ vẽ Diana có cánh. Anh nhầm, mức ranh có cánh. Đây là mức ranh có cánh nha anh em. Đấy, thấy không? Đấy, mức ranh là phải có logo DAN. Đấy, logo con đại bàng anh em. Đấy, không ra gì luôn. Đậu xanh như cái củ cải vậy. Đậu xanh lại tốn tiền rồi. Tôi vẽ ra được một cái ấy rồi. Bây giờ tôi vẽ trái tim này. Trái tim cũng không ra. Bây giờ tôi vẽ cái khác. À, tôi sẽ vẽ khẩu súng. Vẽ khẩu súng ra cái gì? Vẽ khẩu súng ra vệ binh ngân hà. Tôi sẽ vẽ lại khẩu súng nha anh em. Khẩu súng lần này nó sẽ nòng to hơn. Cũng như là băng đạn nó sẽ to hơn nha anh em. Nó bảo bậy quá, nó không cho anh em ạ. Nó không cho súng. Nó bảo là vẽ bậy quá. Đề nghị không vẽ bậy. Ok, bây giờ thì mình sẽ cố gắng vẽ một cái khác nha. Bây giờ thì mình sẽ vẽ ok, bây giờ mình sẽ vẽ cái quạt. Đấy, cái quạt này ở trong cái tâm này. Đấy, quạt này. Mình không biết là mình vẽ cái quạt hay là mình vẽ bông hoa luôn anh em. Nhìn như cái kiểu bông hoa vậy á. AK rồng. Ok, bây giờ thì mình sẽ vẽ cái điện thoại nha anh em. Ui, tôi được vẽ nhiều cái lắm, cái điện thoại đây. Vẫn không ra. Bây giờ mình sẽ vẽ cái gì đó cầu kỳ hơn một tí. Mình sẽ vẽ con chim đại bàng. Đầu tiên là phải có thân người. Chim đại bàng đây anh em. Ok. Con chim đại bàng nha anh em. Con chim đại bàng là phải có râu. Đấy, phải tô hình ở trong cho con chim đại bàng. Đấy, anh em thấy không? Nè, có cái này đầu độc tâm hồn trẻ thơ quá. Mình không biết đây phải con đại bàng không nữa. Con đại bàng đấy, ra đồ đi. Không ra đồ ạ, đùa. Tôi vẽ con khác. Tôi vẽ con
À, tôi biết tôi vẽ cái gì rồi. Tôi vẽ cái nồi cơm điện nhà tôi, đậu xanh ngồi đây không thấy cái gì để vẽ nữa. Tôi vẽ cái nồi cơm điện đấy, có nước róc rách ở bên trong này đấy. Đấy, bây giờ là bắt đầu sôi này đấy, cơm điện bắt đầu bốc khói này, nồi cơm điện bắt đầu bốc khói này, bắt đầu có cơm ăn này đấy. Bên dưới này phải có con cá đấy, dưới này sẽ có con cá để chuẩn bị tới giờ ăn rồi. Đấy, đây là con cá nha, mắt nha. À rồi, à biết rồi là phải có miếng thịt. À hóa ra là phải có miếng thịt. Đấy, đây là miếng thịt nha anh em. À biết rồi. Ngay cái miếng thịt là phải có chén nước mắm. Đây, đây là chén nước mắm nha anh em. Đấy, ngay cái chén nước mắm. À biết rồi là phải có mấy cọng rau. À mình sẽ vẽ mấy cọng rau ở đây. Đó, ngay cái phía cọng rau thì mình... À biết rồi là phải có chén nước tương rồi. Chén nước tương ở đây, ok. Ok, xong mâm cơm rồi. Xem nó ra cái gì. Mới tính ra nó không ra cái gì luôn ấy. Vãi trưởng. Cay méo chịu được. Cay quá là cay luôn. Hình như là mình phá nhiều kim cương lắm rồi đấy anh em. Còn có 3.000 kim cương à, phá mất 1.000 kim cương rồi. Bây giờ tôi vẽ lại nhá. Tôi sẽ vẽ... tôi sẽ vẽ cái bàn máy tính của tôi. Đây là cái ô máy tính này. Bên này là sẽ có cái thân máy tính này. Bên này là có con chuột này. Bên này là có cái bàn phím này. Bên này là có webcam này. Bên này là có... Thôi, hết rồi. Ra gì không? Không ra luôn anh em ơi. Coi nào. Coi danh sách phần thưởng nào. Trở lại, coi danh sách phần thưởng. Danh sách phần thưởng, ok. Mia, vấn đề là phải triệu hồi ra cái khẩu súng kia thôi. Còn hồi nãy là mình được cái khẩu súng số 3 rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ xem thử xem là mình đã triệu hồi ra cái gì rồi nhá. Bây giờ mình sẽ vào sưu tập vào vũ khí. Đấy, để xem cái khẩu Famat nó như nào. Ui, khẩu Famat nó đẹp lắm. Ơ? Famat của tôi đâu? Ơ? Famat của tôi đâu? Famat ơi! Famat à! Famat đừng trốn nữa, Famat à! Famat xuống đây này. Rồi đây. Nó đây. Ui, hú hồn chim én. Đậu xanh nó đẹp thiệt luôn á. Đây là con hư không nha anh em. À, nhìn coi xem. Ui, tăng tốc độ bắn này. Tốc độ thay đạn tăng luôn này. Ui Famat mà tăng tốc độ bắn nữa thì đậu xanh bố tao nào bắn lại nữa. Ui, đi theo con Famat này nó ngon vãi trường. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ ra triệu hồi những con khác nha anh em. Ui, con này nó đẹp, bao đẹp luôn á anh em. Đậu xanh, này. Trời ơi, khẩu Famat kìa, ui, bao đẹp luôn ý. Tôi không ngờ luôn ý, trời ơi. Ok, bây giờ mình sẽ triệu hồi con khác đấy nhá. Mình muốn nhiều con, mình là một con người. Ok, hồi nãy 6k kim cương, phá xuống còn 3k thì không dạy gì mà không phá tiếp. Đấy, chỉ là một dấu chấm thôi à. Đậu xanh, tôi sẽ vẽ đại nhá, vẽ đại xem có ra không. Vẽ đại x1 nhá. Mẹ ơi, cụ cãi thì ra đi. Ra đi. Ok, bây giờ tôi sẽ vẽ hình tôi. Hình tôi là phải hình con chó sói. Ok, hình con chó sói ok anh em. Con chó sói là phải có tai, có cổ này, đấy. Thì vẽ đẹp không? Nồng ra đồ anh em ơi. Nồng ra đồ anh em ơi. Phá tiền vài trường. Ra súng đi, mới được một khẩu à. 5 khẩu mà sao cậu keo đấy. Cậu keo vách tường. Ok, bây giờ mình sẽ vẽ Famat bằng một nét duy nhất. Vẽ thử cây Famat nha anh em. Mình chưa bao giờ mình vẽ thử cây Famat cả. Đây là súng. Đây là cánh súng. Đây là đuôi súng. Đây. Khẩu súng Famat đây. Khẩu súng Famat đó anh em. Anh em vẫn không nhận ra đó là khẩu súng Famat à? Này, khẩu súng Famat này. Đây, bây giờ vẽ lại nhá. Vẽ cái ghế đi. Đây, cái ghế đây. 4 cái chân nữa. Nó chả khác cái gì, cái giường cho cái dân đi viện nó nằm luôn ấy. Trời ơi, ra đi, ra cho tôi một khẩu súng nữa đi. Năn nỉ mà. À, hồi nãy vẽ hình cô Ngân hên, bây giờ mình vẽ lại hình cô Ngân nha anh em. Cô Ngân này. Đây, cô Ngân có hai cái mắt. Đồ buộc tóc này, cổ này, chân này. Ui, tính ra cô Ngân, mình vẽ cô Ngân đẹp vậy trưởng. Tính ra, không chưa ra, mình vẽ lại cô Ngân cái. Mắt, mũi này, miệng này, hai cái tay này. Thiếu cái tóc, thiếu cái tóc, tóc cô Ngân này. Đậu xanh.
hai cái tay này đậu xanh đẹp không? Anh em thấy mình vẽ cái cô Ngân đẹp không? Không ra luôn. Chứ cô Ngân coi. Ơ? Ê! Hình như tôi có một cái thần khí kìa. Ui, hình như tôi trúng một cái thần khí. Ui, từ, hình như tôi trúng một cái nữa rồi. Ui, hình như tôi trúng một cái thần khí nữa rồi. Đây mình phải coi. Ở trong góc, nó nằm ở cái chỗ đầu tiên. Mà không biết là nó có đúng hay không. Ui. Ui, được hai cái luôn. Ui. Ôi, bá nhật và khẩu thần khí đại dương. Chúng rồi, ba khẩu thần khí luôn. Sướng quá. Ui, trời ơi, đã quá anh em ơi. Trời ơi, ba khẩu thần khí luôn. Ui, trang bị này, bá nhật, đại dương chưa, tuy là không được thần khí kia nhưng mà tôi được hai cái này là ngon lắm rồi. Tôi sướng quá anh em, tôi sướng quá. Ok, clip của mình thì chắc là dừng lại tại đây thôi. Mình cũng phá ra một đống tiền rồi. Và clip của mình tới đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi kênh của mình. Nhớ bấm like, subscribe kênh cho mình nếu như các bạn thấy clip này hay nhé. Cảm ơn tất cả mọi người, bye bye. Trong anh giờ đang nghĩ gì người ơi. Trong anh giờ đang nghĩ gì?